Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người làm một cái thử thách bên Make Arena mới tổ chức để chúng ta có thể giành những cái cây miễn phí quay khẩu phòng lao 12 nhé. Rồi, mình sẽ thực hiện thử thách luôn để cho nó không mất thời gian. Sau khi hoàn thành thử thách thì mình sẽ bình luận lại và hướng dẫn lại các bạn một cách chi tiết cụ thể nhé. Nên là các bạn hãy cứ xem qua cái thử thách mà mình thực hiện cái đã. Mình sẽ bình luận sau. Xoay hướng về cột mốc đầu tiên, xoay hướng, bấm luôn, không tăng tốc vội. Rồi bây giờ mình tăng tốc này, kéo con chuột tăng tốc, rồi chiếm cột mốc thứ nhất, rồi bấm tăng tốc luôn, rồi chạm vào cái hộp này, chạm vào cái thùng này, phải chạm nhá, ok, rồi bấm tăng tốc, chạm vào trong gió nhá, chạm vào trong trong gió nhá, rồi chạm tiếp. Chạm vào cái thùng đấy nhá, nhớ phải chạm nhá. Rồi, tăng tốc. Tiếp đến lượt cái thùng đấy nhá. Rồi chạm. Căn ô vuông nhỏ nhỏ, căn ô vuông nhỏ lao lên. Rồi, chạm vào cái bệ máy bay này, chạm rồi. Phóng. Rồi chạm vào cái này, tiếp chạm đến cái này cuối cùng. Ok, vậy là các bạn đã hoàn thành thử thách. Thử thách này mình đã hoàn thành với thời gian là 51,04 giây. Trong Discord thì nhiều ông có quay với thử thách này hoàn thành với số giây là 49. Nhưng mà số giây này hầu như là những ông này kiểu không chạm hẳn đến những cái mục tiêu mà Make nó chỉ định. Đấy, các bạn chơi là các bạn quay màn hình các bạn phải chạm nhé. Rồi, thử thách mình đã hoàn thành rồi, mình sẽ phổ biến luật như sau. Đó chính là các bạn cần phải quay video như mình. Đầu tiên là các bạn phải quay video ở mức phân giải tối thiểu là HD và 30 hay 60 FPS tùy các bạn. Đấy, bạn phải quay video và sau đó các bạn phải show ra như mình. Đấy, show một con mech không có phi công, không có vũ khí ở trong kho chứa, xong rồi các bạn thực hiện vào tạo trận đấu như mình. Đấy, các bạn tạo trận đấu như mình luôn nhé. Đầu video mình quay nào, các bạn làm easy như mình. Rồi bây giờ hướng dẫn trong trận đấu này. Đấy, vào trận đấu nhá. Hướng về cái cột mốc ấy, hướng nó về, hiển thị nút bấm luôn. Đấy, nút tròn, bây giờ mình kéo nút tròn tăng tốc này, phím di chuyển này. Phím di chuyển nó có chế độ tăng tốc mặc định ấy. Đấy, rồi tăng tốc theo skill này, tăng tốc kỹ năng này. Nút tròn di chuyển cứ giữ thấp thôi nhá, để còn lấy để tăng tốc nhá. Rồi tăng tốc chạm vào cái này này. Rồi kéo căng nút tròn ra di chuyển để lấy tăng tốc tự do này. Rồi phải chạm vào trong chóng gió này nhá. Đây, phải chạm vào cái này. Đấy, rồi nút di chuyển các bạn nhìn mình kéo bằng thấp thấp thôi để còn giữ để tăng tốc nha, chạm vào cái này rồi bấm skill rồi kéo nó tròn căng ra để lấy tăng tốc tiếp lần hai, chạm vào cái này rồi căn ô vuông nhỏ nhỏ này, căn ô vuông nhỏ lao lên lấy cái tay rồi chạm vào cái bệ trực thăng này, căn vào mép vách núi này, mép tường này lao chạm vào cái này, tiếp theo quay ra tăng tốc đến cái này luôn. Rồi có vẻ hơi nhanh đúng không? Thì mình sẽ tua và nói chậm lại cho các bạn xem nhé. À quên, về tiêu đề video ấy, thì các bạn cứ đặt tiêu đề tiếng Anh giống như mình là được. Có nghĩa mình sẽ đặt tiêu đề là kiểu Make Arena số bao nhiêu chẳng hạn, thì các bạn không cần phải đặt là Make Arena số bao nhiêu, mà các bạn chỉ cần ghi cái phần tiêu đề tiếng Anh thôi. Đấy, cái phần chữ tiếng Anh mình ghi như thế nào ấy, thì các bạn ghi cái tiêu đề video của các bạn easy như thế là được. Đấy, cái tiêu đề thì chỉ cần như thế thôi nhé, các bạn không cần phải chăm chút gì cả. Rồi các bạn có thể thấy này, với con Killshot này thì chúng ta có hai cách để tăng tốc. Cách thứ nhất là bấm kỹ năng của nó tăng tốc. Cách thứ hai là tăng tốc mặc định với mọi mech, khi mà chúng ta kéo căng cái phím di chuyển thì nó sẽ có một đoạn gọi là đi nhanh hơn bình thường. Đấy, thì các bạn hãy tận dụng lấy cái làm hai lượt tăng tốc của Killshot. Đây, khi thời gian đếm 3, 2, 1 thì trong lúc thời gian đếm mình sẽ di chuyển tâm ngắm sao cho hướng vào cái cột mốc bên trên đúng hướng như thế. Và sau khi thời gian vừa bắt đầu một cái thì mình sẽ thực hiện bấm kỹ năng lao thẳng đến. Các bạn chú ý này, trong lúc bấm kỹ năng lao thẳng đến các bạn không nên kéo căng hết cỡ nút di chuyển. Như thế các bạn sẽ phí một cái lần tăng tốc nữa. Mình đã thử rất nhiều lần rồi, mình đã thử phải đến 2-30 lần rồi.
Đấy, thì các bạn cứ làm theo mình nhé. Lúc đầu các bạn hãy hướng mặt về cái cột mốc đầu tiên. Xong thời gian bắt đầu một cái, các bạn hãy bấm nút tăng tốc. Và khi mà vừa bấm hết cái tăng tốc ấy, thì các bạn sẽ kéo cái nút di chuyển căng ra. Đấy, để cho các bạn còn một lượt tăng tốc thứ hai nữa. Rồi các bạn sẽ chiếm cái cột mốc đầu tiên. Nhớ là mình chạm vào cái gì thì các bạn cũng phải chạm theo vào cái đó. Đừng nên quá vội vàng mà bỏ qua thì sẽ không được tính nhé. Các bạn có thể yên tâm là các bạn làm đến khi nào mà các bạn thấy hợp lý thì thôi, các bạn thấy nhanh thì thôi, các bạn thấy chậm thì các bạn cứ làm lại. Đấy, video này phải nói là cái video mà mình quay mấy chục lần rồi mình mới được một cái video như này nhé. Thế mà các bạn cứ làm mà mình cảm thấy là ok thì các bạn kết thúc, còn không các bạn cứ làm lại nhé. Rồi tiếp theo là đến cái hòm này các bạn phải chạm như mình chạm nhé. Đừng có kiểu đi lướt qua là người ta nhìn người ta không tính đâu. Đấy, rồi đến chỗ này này. Chỗ này ấy, lúc đầu thì mình hiểu nhầm tại vì nó khoanh, người ta khoanh ở cái điểm ở bản đồ ấy. Đấy, các bạn thấy cái bản đồ nó khoanh không? Mình cho các bạn xem bản đồ nhá. Đấy, thì mình cứ nghĩ là đi vào trong cái chỗ nó khoanh như này là được. Nhưng mà thực tế là các bạn phải chạm cái con mếch của các bạn vào đây nhá. Thì các bạn thấy ở đây không? Nó rất nhiều cái ô nhỏ. Thì lúc đầu mình cứ nghĩ là chạm vào những cái hộp nhỏ nhỏ này là được. Nhưng không phải, các bạn phải chạm vào cái trong chóng gió nhé. Các bạn thấy mình hút vào cái trong chóng gió đấy. Thì các bạn cũng phải chạm vào cái ý. Đấy, mình chạm vào cái gì là các bạn cứ chạm vào những cái ý là đúng nhé. Rồi, sau khi chạm vào cái trong chóng gió này thì các bạn sẽ đi lên cái hộp này. Đặc biệt này, khi đi lên đến cái hộp này ấy, cái kỹ năng của các bạn hồi rồi không nên bấm. Bởi vì bấm lúc này nó sẽ rất là phí. Bởi vì khoảng cách từ bạn đến cái hộp này nó rất là ngắn, nên bạn bấm như thế nó đi một đoạn ngắn thôi mà bạn lại phải đợi hồi kỹ năng, nên là không nên bấm tăng tốc cái lúc này nhá. Kể cả cái phím di chuyển cũng thế, các bạn hãy kéo phím di chuyển thấp thôi giống như mình ấy, sao cho mech nó đủ để di chuyển. Nhưng khi mà cái khả năng gọi là bứt tốc tự động của nó sẽ không bị kích hoạt. Đấy, các bạn sẽ chạm vào cái hộp này. Sau khi chạm vào cái hộp này ấy, thì các bạn xoay mũi tên sao cho xoay cái hướng, xoay cái mục tiêu sao cho nó hướng gần vào cái mép tảng băng giống như mình này này. Đấy, mình sẽ zoom to lên cho các bạn xem. Đấy, gần vào mép tảng băng này là được, hoặc tốt hơn hết là gần sát, càng sát thì càng tốt. Đấy, khi mà vừa chạm vào cái thì các bạn, có nghĩa là lúc vừa đến cái hộp này ấy, thì các bạn cũng phải chủ động là xoay tầm nhìn của mech ra cái chỗ tảng băng ấy luôn, chứ đừng có găm mặt vào cái hộp này để khi mà cái sườn con mech chạm vào thì các bạn bấm kỹ năng phi một phát ra cái chỗ tảng băng này luôn. Đấy, sau đó các bạn đi lên đây, chạm vào cái hộp này. Lưu ý này, các bạn có thể thấy này, cái hộp này nó là hình chữ nhật, và một đầu nó thì rúc trong cái đống băng, đống tuyết, một đầu nó thì chìa ra bên ngoài. Thì các bạn nên chọn cái đầu mà mình đang hướng tâm vào cái kìa. Đấy, các bạn nên chọn vào những cái điểm này thì cái khoảng cách các bạn đến những điểm tiếp theo nó sẽ ngắn hơn. Còn nếu các bạn cho mục tiêu vào lệch vào bên phải ấy, đấy, lệch vào bên phải một chút ấy, chỉ một chút thôi là các bạn quãng đường của các bạn đi sẽ bị dài hơn. Nên là các bạn hãy để cho tâm nó lệch ra tận mép của cái hộp, là các bạn vừa đến đấy chạm và quay mất sang bên trái một cái là các bạn có thể đi đến điểm tiếp theo. Đây, điểm tiếp theo của chúng ta đây, cái chỗ này mới là khó này. Cái chỗ này chính là cái chỗ mà khiến mình phải quay đi quay lại rất nhiều lần. Các bạn nhanh hay các bạn chậm là chính là ở cái chỗ này này. Các bạn thấy cái hộp đỏ đỏ không? Đấy, cái hộp đỏ đỏ này, bên dưới cái hộp đỏ đỏ lại có một cái hộp đỏ đỏ nhỏ nữa. Đấy, cái chỗ này là bắt buộc các bạn phải bấm kỹ năng của mech để nó bứt tốc vượt qua cái hộp này. Còn nếu mà các bạn bấm mà nó húc vào cái hộp này nó không lên được ấy, là thôi, quay lại luôn nhá, bỏ luôn. Các bạn nhìn này, đấy, cái tâm các bạn phải hướng theo hướng cái hộp nhỏ bên dưới chân cái hộp to ấy. Đấy, tâm các bạn hướng như này, rồi các bạn bấm kỹ năng. Đấy, bấm kỹ năng vừa đâm vào cái chỗ chân hộp nhỏ và hộp to, tiếp xúc giữa cái hộp nhỏ hộp to, thì các bạn lách, các bạn nhìn nút di chuyển của mình này, các bạn lách, hơi lách chéo lên một chút. Đấy, hơi lách chéo lên một chút thì con mech của chúng ta nó sẽ vượt lên được ngay. Nếu mà các bạn nào lách khéo ấy, thì có thể tốc độ vượt còn nhanh hơn cả mình cơ. Nhưng mà mình thử rất nhiều lần rồi nên là nó cũng rất là khó. Các bạn có thể thử nhé. Rồi, tiếp đến là các bạn phải chạm vào cái bệ đỗ máy bay này này. Đấy, cái sân hạ máy bay này này. Mình sẽ zoom to lên cho các bạn nhìn nhé. Đây, cái sân này này. Đấy, các bạn phải chạm người con mech vào đây nhé. Lưu ý này, các bạn kéo nút di chuyển chạm vào một cái, xong các bạn kéo ra. Chứ đừng có kéo chạm vào rồi kéo đi thẳng, nó sẽ bị mắc. Đấy, mình bị mắc ở chỗ này rồi, nó sẽ mất mấy giây các bạn bị mắc ở đây không ra được, nên sẽ tốn thời gian nhé. Các bạn kéo nút di chuyển hơi chéo để con mech chạm vào một cái, kéo ngược trở ra. Đây, kéo ngược trở ra, đi theo cái mép này. Ở đây kỹ năng các bạn hồi, bấm luôn. Nhớ này,
từ từ này, trước khi mà bấm kỹ năng các bạn phải nhắm cái mục tiêu, nhắm cái mục tiêu sao cho nó hướng vào đúng gần cái mép ăng như này. Đấy, hướng chỗ nào mình sẽ zoom to lên cho các bạn xem nhé. Đây, các bạn sẽ hướng gần cái mép băng như thế này để khi mà các bạn lao xuống ấy, đấy, các bạn sẽ lao vào cái đầu, mình sẽ gọi đây là cái xe ô tô đi. Đấy, lao vào cái đầu ô tô này thì nó sẽ giảm cho các bạn khoảng cách từ cái ô tô này đến cái cục, đến cái ô tô kia. Đấy, nếu mà các bạn lao mà các bạn nhằm mục tiêu mà không giống như mình ấy, nhằm quá vào bên, lệch ra bên phải chẳng hạn, đấy, thì các bạn sẽ chạm, vẫn chạm vào cái ô tô này nhưng mà các bạn sẽ chạm vào phần đuôi của nó, nên là từ quãng đường này đến cái ô tô tiếp theo các bạn sẽ bị xa hơn. Tin mình đi, mình làm rất nhiều lần rồi. Đấy, các bạn hãy cố gắng hướng cái tâm mục tiêu vào sát cái mép băng. Đấy, xong các bạn phi và đúng cái đầu ô tô này là được. Xong rồi các bạn xuống này thì các bạn vừa xuống tâm kỹ năng xong thì cái bứt tốc mặc định của Mac ấy nó đã hồi, đúng không? Kéo căng nó ra, kéo căng cái nút di chuyển ra. Đấy, thì các bạn sẽ được nhanh hơn. Đấy, vậy là các bạn hoàn thành. Thì mọi người hãy xem kỹ cái phần hướng dẫn sau này của mình, và các bạn hãy xem lại đoạn đầu mình thực hiện thử thách, và sau đó các bạn hãy làm. Nếu như bạn nào mà quay được clip thì làm thôi, còn ai mà không quay được thì thôi. Chúng ta có thể bỏ qua thử thách này. Thử thách này thì mình hướng dẫn để cho những bạn nào mà muốn có cơ hội cày sự kiện, mà sự kiện thì không phân biệt dân nạp hay là không nạp. Đấy, sự kiện này rất là công bằng nhưng mà sự cạnh tranh của nó thì rất là cao. Tuy nhiên thì các bạn làm nhớ phải quay video nhé. Quay video giống như mình ấy, lúc đầu mình sâu mic như thế nào, xong rồi bấm vào đâu thì các bạn cứ làm y xí như thế. Mình thì có chèn thêm cái bộ đếm thời gian, còn các bạn thì không cần. Bạn không cần chèn cái gì hết, các bạn cứ quay video thử thách là được. Đấy, sau đó thì mọi người hãy gửi cái mọi người hãy đăng video này lên trang YouTube của mình. Đấy, thế cho nó gọn, đăng lên xong các bạn copy cái link video của các bạn ấy. Đấy, các bạn vào trong Facebook, xong rồi vào trong cái trang của Mac ấy. Mình sẽ để link của Facebook và Discord của Mac ở dưới phần bình luận. Các bạn có thể gửi vào hai chỗ ý, gửi vào Facebook cũng được, gửi vào Discord cũng được. Đấy, không sao cả. Thì rồi, một thử thách nói chung là rất là khoai. Đây không phải là khó, mà là nó sự cạnh tranh rất là lớn. Nó không phân biệt dân nạp hay là dân cày free, nhưng mà sự cạnh tranh nó thực sự là quá là lớn. Mình đã cố gắng làm lại rất nhiều lần rồi, nhưng mà kết quả thì vẫn không thể nào nhanh hơn được. Nếu như bạn nào mà làm được kết quả nhanh hơn ấy thì hãy bình luận bên dưới cho mình biết nhé. Và nhớ là phải chạm vào hết các điểm, nếu không các bạn sẽ không được tính đâu. Các bạn nếu chỉ đi kiểu hờ hững đi lướt qua là nó sẽ không chấp nhận đâu nhé. Rồi, chúc các bạn thành công với thử thách này. Nếu như các bạn xem vẫn chưa hiểu gì thì hãy bình luận bên dưới video này nhé. Mình chắc chắn sẽ trả lời cho các bạn. Đấy, còn đâu thì nếu thấy hướng dẫn này của mình hữu ích và giúp được các bạn một cái gì đó mà các bạn chưa nhận ra thì đừng quên đăng ký kênh, like video giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.